Nhận định bóng đá Leicester với Arsenal. 19 giờ ngày 28 tháng 2, vòng 26 ngoại hạng Anh. Hành quân đến sân của Leicester City trong khuôn khổ vòng 26 ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng Arsenal sẽ có một chuyến làm khách đi dễ khó về. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi bước vào trận đại chiến với Arsenal tại ngoại hạng Anh, Leicester City nhận một cú sốc lớn khi bất ngờ để thua Slavia tại vòng 1/16 Europa League. Dừng chân tại đấu trường châu Âu, đội chủ sân King Power chỉ còn có thể dốc toàn lực vào cuộc đua tại giải quốc nội. Ở thời điểm hiện tại, bầy cáo sở hữu phong độ tương đối tốt và vẫn đang bay cao tại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 45, bằng điểm với đội xếp thứ 2 Manchester United nhưng thua về hiệu số. Trong bối cảnh ngoại hạng Anh 2020/21 đang bước vào giai đoạn rút đích đầy căng thẳng, Leicester City cần phải chắc chiêu từng điểm số để bảo toàn được vị trí trong top 4, thay vì bị đánh vật khỏi nhóm các đội giành vé dự Champions League như mùa trước. Trái với Leicester City, Arsenal mới có được chiến thắng kịch tính trước Benfica tại trận lượt về vòng 1/16 Europa League, qua đó xuất sắc giành vé vào vòng 1/8 với kết quả 4-3 sau 2 lượt trận. Chiến thắng quan trọng tại đấu trường châu Âu cũng là bước chạy đà giúp pháo thủ tăng thêm sự tự tin khi trở lại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, rõ ràng sự thiếu ổn định vẫn là một trong những điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta ở mùa giải năm nay. Vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 34 điểm có lẽ là hình ảnh chân thực nhất về những màn trình diễn của Arsenal xuyên suốt mùa giải. Trong 5 trận đấu gần đây tại ngoại hạng Anh, đội bóng này cũng chỉ thắng được duy nhất một trận trước Leeds United, còn lại là 3 thất bại và 1 trận hòa. Với phong độ của cả hai đội ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng Arsenal sẽ trở thành tấm bia để Leicester chút giận sau trận thua muối mặt trước Slavia. Dự đoán tỷ số Leicester City 2-1 Arsenal. We'll be right back.